Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 11 tháng 6 2023. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 77. Ngày nào chúng ta cũng học tập như vậy. Người học, người nghe, đây là những người gầy dựng tín nguyện kiên cố. Nhớ quý vị, được giảng sanh hay không là do tín nguyện kiên cố hay không. Nhớ, giảng sanh hay không là do tín nguyện kiên cố hay không. Tín nguyện khi đã kiên cố rồi thì câu Phật hiệu này sẽ chân thật niệm liền và cực kỳ thích niệm. Chỉ cần nơi nào thấy danh hiệu A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc nghe danh hiệu Phật là trong lòng cảm thấy vui sướng. Khi cái tâm quý vị mà phát lên như vậy là tức khắc phước báo nhân duyên quý vị phát triển dày liền. Quý vị để ý, người nghe pháp Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, người ảnh hưởng từ Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không và chư tổ sư thì đa phần là người thích tu duyên tu phước. Và cái góc độ tu phước tu duyên của quý vị cực kỳ sâu luôn. Dùng đa dạng phương tiện thiện xảo để tu phước tu duyên. Thí dụ những đức nói, có những ngôi chùa không có thuyết pháp, không có thời khóa tu gì ổn định hết. Người ta đi đến chùa, người ta ào 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 xong, người ta ăn uống cái gì xong người ta đi mất tiêu. Quý vị biết rằng Phật Pháp là nó một nền giáo dục. Vì bây giờ thí dụ như cái người ở trong chùa đó, họ dù là không có thuyết pháp gì đi, nhưng mình nói một công đoạn, mình ghi ra một công đoạn chính nhất, quan trọng nhất trong vòng khoảng chừng một tiếng đồng hồ thôi. Mình đọc lên, mình nói lên, mình đọc cũng được đó, thu âm lại. Hoặc là mấy cái tivi thu hình luôn, đọc lên. Mình để ngay cái nhà ăn hay gì đó, những giờ nào cao điểm nhất mình bật lên. Mà càng ngắn thì càng đặc sắc hơn, tại nó cốt lõi cho cái thời gian người ăn đó họ nghe được. Nhắc về cái việc đi chùa, nhắc về mình là đệ tử của Phật, nó có những việc gì cần thiết làm và những việc gì không cần làm. Người ta đi đến chùa cái người ta ít gì người ta cũng được lợi ích. Mỗi một con người chúng ta ai cũng có cái sai chứ. Và bất cứ một cái môn phái nào nó cũng có cái sai. Mà cái biết xây dựng sửa sai nó là điều hay. Nhớ, sai thì ai cũng có cái sai. Từ xưa giờ không có một cái mối đạo nào mà không có cái sai. Có. Nhưng mà mình biết xây dựng lại, mình biết điều chỉnh lại, mình biết học tập lại để càng ngày nó càng tốt. Việc này rất là đặc biệt quý vị. Nên mỗi một người chỉ cần có tâm tu phước tu duyên thì đặc biệt dữ lắm. Dùng đa dạng phương tiện thiện xảo để tu phước tu duyên luôn. Còn nếu không thì mình chỉ gieo duyên chúng sanh bình thường, chứ mình không có bao giờ gieo duyên Phật Pháp cho người ta. Thí dụ như giờ người ta đến chùa đồ này kia à, có đoạn pháp ngắn mình bật lên thường xuyên cho người ta nghe được câu nào người ta nghe. Còn những giờ lúc bình thường mình để cái điệu Nam Mô Di Đà Phật vậy đó, điều niệm Phật của ai mình để tùy mình.
Khi người ta vô người ta ăn uống cái gì ta cũng nghe được có Phật hiểu. Gieo cái duyên đắc độ về sau cho người ta. Nên một con người mà mình gặp một cái hình ảnh gì đó mà mình thích là mình đã từng gieo cái duyên hình ảnh đó. Mình đã từng gặp một con người nào mình thích hay không thích là mình đã từng gieo cái duyên với người đó, thuận duyên hay nghịch duyên. Mình đã biết cái nguyên lý này rồi thì tự nhiên mình gieo một bài kệ, một bài kinh, một câu Phật hiệu hay một lời pháp cho chúng sanh người ta được nghe. Khi được nghe là đã gieo cái chủng tử Phật. Mà chủng tử Phật đã được gieo thì một ngày nào chắc chắn đã nhân thì nhất định có quả. Chắc chắn. Thí dụ như Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, ngài đi đến quán cơm chay ngài ăn. Vậy mà ngài nói rằng khi ngài tặng chuỗi, ngài đưa chuỗi cao lên để cho những người ta nhìn thấy, để ta nghĩ những người này niệm Phật. Vừa nghĩ vậy thôi là gieo cái chữ Phật vào tâm ta. Rồi ngài nói rằng khi ngồi ăn cơm chay hay gì xung quanh đó, người ta cũng ngồi. Mình là người tu, người tu là bộ đàm đạo, hỏi qua hỏi lại nhau. Hỏi những cái chuyện thế gian, hỏi chuyện nhà sao dính đi gan người ta. Hỏi. Hoặc là hỏi. Và hôm tôi nghe nói anh Tư anh Năm gì bị bệnh ung thư, mà hôm qua tôi thấy ảnh sao sắc diện tốt quá anh. Ở bộ anh chị bệnh này kia hết thì sao? Mình hỏi vậy mà người kia bắt đầu nói, ô nhờ đi chùa niệm Phật nghe pháp mà sao cỡ mở tâm tư này hết bệnh. Công nhận hay thiệt. Mình nói là những điều đó những người ngồi bên cạnh lắng nghe, cái tâm của mình nghĩ giao duyên Phật pháp cho người ta. Bởi vì quý vị coi như ảnh hưởng từ Đại Lão và Thượng Tịnh Không giảng pháp, mà cái tâm những đứa cũng thích kết duyên thù thắng. Chùa xung quanh bắt đều niệm Phật. Quý vị đi xung quanh cái lan can mà Đại Tùng Lâm, quý vị thấy để năng lượng niệm Phật. Ngoài đường kẻ đi ra, người đi về, kẻ đi tới đi lui, chạy xe, ngày nào cái đoạn đường nó biết bao nhiêu người mà nghe câu Phật hiệu mà nói đó. Nên từ nơi đó cái tâm mà kết duyên á, là cái người tu tịnh độ, những đức nói duyên người ta kết thù thắng hay lắm. Mình đi đến thế gian này, người mình độ được mình độ, người không độ được kết duyên, chân thật mà làm đi. Từ nơi đó mà mình gặp pháp môn tịnh độ, mình biết pháp môn này là pháp môn đại thù thắng. Mà cái thành tựu cái pháp này là mình phải gầy dựng tính nguyện cực kỳ mạnh. Và phải niệm Phật làm sao mà cảm giác mình càng thích niệm. Càng niệm càng thích phù hợp với bổ nguyện. Chí tâm tin ưa. Chí tâm là một câu vật hiệu chân thật mà niệm tin ưa là càng niệm càng thích chứ gì. Ưa mà ưa thích. Nên từ nơi đó người niệm Phật càng niệm càng thích. Tự nhiên mình đi đến đâu mình cũng thích kết duyên câu vật hiệu cho người ta chứ. Cuộc đời những đứa cũng từ tu duyên tu phước mà ra gì chứ đâu. Chân thật nhiệt tình làm. Nên từ cái năng lượng niệm Phật, đèn bông sen, mình để những chỗ đủ duyên, kẻ đi qua người đi lại ai cũng được nghe. Những đức nói rằng đeo chiếc máy niệm Phật này mà đi vô trong chợ, đi một vòng thôi độ bao nhiêu chúng sanh, độ bao nhiêu chúng sanh luôn. Còn thí dụ như đoàn xe mà đi tu này kia đi, lựa những bài pháp nào những đức giảng nhân sinh, mình bật lên có khi mình độ được ông tài xế chứ cái thằng đi làm lơ. Chứ xe của họ mình thuê, cái giờ đó mà mình phải sử dụng cho xứng đáng. Đó, đi giết rồi ông tài xế thằng làm lơ này ảnh hưởng luôn. Dù họ không ảnh hưởng cũng được gieo duyên rồi đó. Nên từ nơi đó mà mình có cái tâm gì đó là mỗi một cái tu phước tu duyên quý vị không bao giờ bỏ cuộc, quý vị 100% không bỏ cuộc. Nơi sạp buôn bán đồ đạc này kia, lúc nào cũng để cái máy niệm Phật ngay chỗ đó đó. Ai cấm mà để cái máy niệm Phật? Quý vị mua kệ quý vị chứ tôi để cái máy niệm Phật có được không? Nhưng quý vị tin không? 100% phước duyên của cái sạp bị càng ngày càng lớn, buôn bán càng ngày càng đắt khách. Đơn giản là cái người đi xin thôi. Chứ càng đeo cái máy niệm Phật của những đức rồi. Bây giờ ngồi đó xin đi, bắt điều niệm Phật lên để vậy đó. Quý vị coi cái người đi xin nó được cho tiền nhiều nhất. Đây là mình nói về cái lợi ích nhất thời cho người ta luôn. Bây giờ kết duyên cho người ta lợi ích được một chút gì thì được lợi ích rồi. Chứ đâu phải là mình nói bây giờ mình độ người đó phải làm Phật mình mới làm. Còn mình kết duyên mình không kết bậy. Này bậy. Cái gì nó cũng có từ tốn của nó. Giống như bây giờ mình cứu người này sống được 5 ngày mình cũng cứu, sống thêm ngày mình cũng cứu. Chứ đâu phải là bây giờ sống thêm ngày, sống 5 ngày mình không cứu người ta.
Hoặc là bây giờ người này gần chết mà họ bây giờ họ té xuống dưới sông, nó hô nó gần chết rồi mà để nó chết đại đi, bậy. Dù nó gần chết nhưng bây giờ nó té xong rồi nó chưa chết, nên bản thân mình phải cứu nó lên vì nó chưa có chết. Mình cứu lên rồi nó chết thì cái phước duyên mà mình cứu một con người nó cũng viên mãn. Cái tâm nó phải có quý vị à, phải nhớ đó. Nên mỗi một con người mình phải nhận thức được. Vậy thì cái tâm mình tu hành nó càng ngày nó càng mở rộng tâm lượng. Tâm lượng con người nó càng mở rộng ra. Câu Phật hiệu này là đại phước báo nhân duyên lớn. Người muốn tu đại phước báo nhân duyên hãy gầy dựng ngay câu Phật hiệu này đi. Gầy dựng ngay câu Phật hiệu này đi. Mình niệm câu Phật hiệu này, tâm lượng mình mở rộng ra, mình thấy rằng cuộc đời con người mấy chục năm ngắn ngủi. Có cái gì ở trong cuộc đời này mình cầm theo khi mình chết đâu. Chỉ có phước hay tội mình cầm theo thôi. Bạn không cầm phước thì cầm tội. Mình già cái gì mình đi cầm tội lỗi đi theo đi đọa lạc. Con người thì chắc chắn rằng ai cũng có cái sai. Nhưng tu học rồi mình hiểu sâu nhân quả. Phải gây dựng cái tâm mạnh nhất đó là niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nhớ nghe. Hôm qua những đứa gặp cái cô đó. Cô gặp những đứa nói: dạ thưa thầy, con niệm Phật mà con nghĩ đến việc con bắt hiếu với cha mẹ. Đúng là càng tu sao giết con nản lòng, con chán quá. Thầy cho con lời khuyên. Như Đức nói: bây giờ bà cứ nghĩ tương lai bà đi xuống dưới địa ngục với đi, thì bây giờ bà siêng tu liền. Bắt hiếu với cha mẹ thì bà đọa 18 tầng địa ngục luôn. Bây giờ bà nghĩ tương lai bà đi xuống 18 tầng địa ngục, quỷ sứ nó xử lý bà, nó chặt tay chặt chân, cắt cổ mổ bụng bà, nó lột da bà, rút gan, hớt môi cắt lưỡi, cầm cái chai sắt nó đập banh đầu banh cổ. Không, nghĩ gì đi. Tự nhiên bây giờ bà muốn giảng sanh không? Muốn niệm Phật giảng sanh không? Bà không giảng sanh bà đọa địa ngục. Bà không giảng sanh thì bà đọa địa ngục. Bây giờ tùy thôi à. Xây dựng lại. Bây giờ mẹ cha già lớn tuổi rồi, về nhà khó khăn. Bản thân mình nghĩ tương lai mình già cũng như mẹ cha mình khó khăn vậy. Mình cũng bị con hắt hủi đuổi xua chửi mắt. Mình chịu nổi không? Bà nghĩ gì thôi bà sửa đổi lỗi lầm liền. Có bà không sửa thôi tỷ. Đó. Đưa ra phương hướng. Còn cái chuyện hôm qua mình chửi cha mắng mẹ, hôm nay mình giác ngộ rồi. Thôi từ hôm nay mình quyết định sửa. Việc này phải làm á. Chửi cha mắng mẹ là phải sửa liền á. Nếu không phước báo nhân duyên mình không có đủ đâu. Mình hết phước. Khổ lắm. Hỗn ẩu cha mẹ là tội lỗi lớn nhất. Dù cha mẹ có làm điều sai quấy gì, bổn phận làm con làm tròn trách nhiệm chứ không có, không có học theo mà cũng không bao giờ hận thù cha mẹ. Cái này phải nhớ. Có một cái cô, hình như là cô mang thai đâu 7 tháng mà bây giờ bác sĩ nói là đứa con này dị tật, sanh ra lục căn không đầy đủ, giống như mắt tay hay mắt chân hay là lé hay mù vậy đó. Cô đến hỏi Như Đức bây giờ con phải làm sao. Như Đức nói nó còn sống thì phải sinh nó ra, còn sống thì phải sinh nó ra, nghe không? Cũng là một sinh mệnh. Từ đây tới ngày sinh cô chân thật cô niệm Phật đi. Cô nương vào câu Phật hiệu, cô chân thật cô niệm đi. Chân thật niệm rồi lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm, cô đến cô lại Quán Thế Âm Bồ Tát 4 ngày. Chân thật cầu nguyện. Con sinh ra mẹ tròn con vuông để cho người ta tăng tính tâm tính nguyện. Chân thật làm đi. Nhiệt tình hết mình. Từ khi nó chết rồi, còn bây giờ nó còn sống, nó là một sinh mệnh.
không được bỏ đó nghe, không được bỏ. Nhưng Đức mới kể câu chuyện mà hai cái đứa bé trên thành phố mà bác sĩ nói là hai đứa bị dị tật. Bà mẹ này nghe như Đức giảng mà chân thật bà niệm Phật luôn, tha thiết niệm Phật. Khi sanh ra hai đứa con có bị khuyết tật gì đâu, hai đứa đẹp quá trời luôn, thằng trai đứa gái, đúng không? Mình phải tin Phật Bồ Tát chứ. Bây giờ từ hôm nay phát tâm ăn chay trường, từ bây giờ tới ngày sinh luôn rồi niệm Phật rồi chân thật nghe, lễ viếng Quan Âm Bồ Tát của nay 11 còn có 5 ngày nữa, nó lỡ dự khóa lễ đi, chân thật nhiệt tình hết mình nghe pháp niệm Phật lễ Quan Âm, tha thiết hết lòng cầu nguyện Phật Bồ Tát gia hộ cho con điều chỉnh cái nghiệp từ khi trong bụng, không? Tha thiết chân thật làm đi. Ai mà đi lại Quan Âm Bồ Tát lỡ chùa mình một cái là quỳ xuống phát nguyện liền, Phật Bồ Tát gia hộ cho con chuyến này đi lại 2000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm và nghe pháp lúc nào cũng phấn chấn tỉnh táo khỏe mạnh, mọi việc tốt đẹp cho con lại 2000 lại Quán Thế Âm Bồ Tát, cầu cho tất cả chúng sanh bình an vô sự, cầu cho tất cả người chết được siêu thoát. Đó. Cái tâm đó chân thật mà phát nguyện đi, chân thật phát nguyện làm cho bằng được. Không có chuyện gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển quyết chí ắt làm nên. Nói mỗi một con người chúng ta đến với cuộc đời này quý vị, hôm nay người ta sai mình bỏ người ta, từ khi người ta không có muốn sửa sai thì thôi mình tùy duyên, vô đoàn thể quậy vá quá. Còn họ sai rồi họ muốn sửa sai, mình nên cho họ cơ hội, nên cho họ cơ hội. Cả đời có người mình cho người ta cơ hội cũng như mình cho mình cơ hội vậy, không có tiệt đường người khác. Từ đó tới giờ chưa có một người nào mà đi ra khỏi chùa mình Nhuận Đức, dù có la gầy gì, có nói gì, nhưng chưa bao giờ quay lại mà Nhuận Đức không cho ở. Chắc chắn vì chưa bao giờ Nhuận Đức không cho ở. Từ khi cái người này, quý vị biết rằng họ kinh khủng lắm. Chùa có một cái cô, cô kinh khủng lắm. Suốt mấy năm chờ cô đến chùa, mấy điểm chùa mình cô ở, mà cô ở vị trí nào cô cũng rắc rối, kinh khủng lắm. Mà suốt mấy năm Nhuận Đức đều chịu đựng được. Rồi tiếp tục mới cho đi nữa, mấy thầy bên kia cho đi, kệ cứ đi vòng đi, rồi lang thang khổ đau te tua, có dịp quay lại thì có cơ hội, chân thật mà sửa đổi thì có cơ hội. Còn hết phước hết duyên thì khỏi nói gì nữa giờ, hết phước hết duyên rồi nói gì nữa giờ, thấy không? Nên con người mình cho người ta cơ hội là mình đang cho mình cơ hội, mình tiệt đường người ta là mình cũng đang tiệt đường mình. Chúng ta là chúng sanh trong lục đạo, bữa nay người ta sai, ngày mai mình sai, mình còn là phàm phu mà làm sao đúng hết được. Bữa nay người ta sai, ngày mai mình sai, bữa nay người ta sai mình cười người ta, ngày mai mình sai ai cười mình, bữa nay mình chỉ tay người ta, ngày mai người ta chỉ tay mình. Mình học đạo là gì? Là khoan dung tha thứ. Có một gia đình này Phật tử, có đứa con gái nó quen bạn xong nó có bầu, thằng bạn bỏ mất tiêu. Cha mẹ nói với đứa con gái thôi con được rồi, đây cũng là nghiệp duyên của con, con dạy thì cái mang, mẹ cha không có trách gì con, nuôi con đàng hoàng sinh đẻ, nuôi cháu của mình đàng hoàng, con từ hôm nay con đàng hoàng, cha mẹ đều tha thứ cho con. Con một lần bị như vậy là một lần kinh nghiệm, con nhớ. Như thế học đạo vì thấy giải quyết vấn đề thấy gọn gàng không? Còn người thế gian thì bây giờ thương con vô cùng, nhưng con mình lỡ dạy gì lôi ra chửi đánh, con mình nó đã vậy rồi mình chửi mình đánh nó được cái gì đấy? Mình khoan dung, mình thương con mình. Người ta không đồng ý thì mình xin nuôi dưỡng sinh ra, lấy họ bên mình luôn, nó không cần mà, tạo ra nó không cần,
thì nuôi xong lấy họ bên mình luôn, nhà mình nuôi lấy họ mình, lấy họ mẹ gì được, lấy cái nền giáo dục của ông bà cha mẹ của mẹ đi đi dạy con, còn nói với con mình không bao giờ hận thù cha mày, nhưng cái hành động nó đừng học, hiểu chưa? Quý vị thấy biết tu giải quyết vấn đề thế dễ, quý vị nói dung dưỡng gì thì người ta càng hư. Những đức nói với quý vị nghe, con người nó đều có cái nghiệp chiêu cảm. Khi mà con người nó không có cái nghiệp này, vì muốn hư hư cũng không được. Con người có cái nghiệp này, dù quý vị thấy con người đó rất là tốt, nhưng nó hư là nó hư. Vì nó có cái nghiệp này thì nó sẽ hư. Mình chưa đủ khả năng để chuyển nghiệp mà. Mình bị nghiệp chuyển thì mình hư chứ làm sao. Nên Phật pháp là gì? Là tha thứ đó quý vị. Cả đời học Phật là học cái gì? Học tha thứ. Ví dụ như giờ tâm từ bi của mình đi, mình nhìn mình mở rộng ra, có người này dù họ còn sai nhưng họ có tổn hại gì tới công chúng, cho cái đại chúng trong chùa gì hết, thì mình dạy họ từ từ. Còn có người này từ khi họ tổn hại công chúng quá lớn thì mình theo đó mình sắp xếp, đúng không? Mình phải biết cân bằng làm sao phù hợp, thì tâm từ bi mình rất là lớn. Nên như Đức thường dạy các cháu nhỏ chơi game, nghiện game đồ này kia là các con có thông minh đâu, đi làm cũng bị ta đuổi việc, thức khuya chơi game với con người lờ khờ, không ai dùng con người gì, ai cũng thích dùng người phấn chấn tỉnh táo. Giống Phật tử về chùa thấy như Đức tỉnh táo phấn chấn thì thích, chứ gặp những Đức mà mệt mỏi ngủ gà ngủ gật thì thích sao nổi, hiểu không? Nên con người tu hành của mình lúc nào cũng phải phấn chấn. Ví dụ như cái chánh điện mờ đèn, vì vô chánh điện tu là mệt mỏi buồn ngủ, nhưng vì vào chánh điện mà sáng đèn sáng rực rỡ, vì vào vì tu cũng đặc biệt hơn. Vì thì một con người tu mà sáng sủa bị dễ độ người hơn là mình tu mà nhìn thấy tối tăm, đúng không? 100% luôn. Nhận thức gì thì tâm từ bi mình mở ra liền, chứ nói gì vậy? Tâm từ bi mở ra liền, ta mở rộng tâm ra lòng thanh thản, an vui tự tại đời không, không giống. Sống không giận, không hờn, không quán trách, sống mỉm cười với thử thách trong gai, sống vươn lên theo kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng không bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vắng vương, sống yên vui danh lợi mãi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vãng biến. Có nghĩa là cái cảnh đời này muôn biến vạn hóa, mình sống trong cái cảnh đời này mà mình lại chủ tâm vào ngay câu Phật hiệu thì gọi là tâm bất biến giữa dòng đời vãng biến. Cái tâm mình dù có nó lao đầu này lao đầu nọ, nhưng mà mình luôn luôn mình có chỗ an định. Nên niệm Phật là định một chỗ ngay câu Phật hiệu. Dù mình còn sai, mình còn lỗi lầm, nhưng mình vẫn niệm Phật, siêng năng niệm Phật, định ngay câu Phật hiệu thì có kết quả. Giống như Đức thường khuyến, chùa mình có một hoàn cảnh bình yên đặc biệt gì, những Phật tử có gia đình ngoài đời, có khi mình có mang, vì đi vô chùa vì tu để dưỡng thai, niệm Phật tu hành, nghe kinh kệ, nghe pháp, vì vui vẻ để dưỡng đứa con này sau này sinh ra là một Phật tử, người biết tu để hộ trì tam bảo. Ngày xưa ta nói thai giáo, bây giờ thai giáo mình phải có một hoàn cảnh bình yên, một hoàn cảnh thanh tịnh, nghe pháp niệm Phật tu nhân tích đức. Người làm mẹ vậy sau này sanh con ra con sẽ tốt, con rất là tốt. Rồi lúc gần đẻ về nhà đẻ vậy thôi, mà lại vô chùa mình nghe kinh kệ niệm Phật này kia, cũng có gàn chồng mà để khởi những cái tâm này tâm nọ, từ nơi đó mà sinh con ra con rất là tốt. Người mẹ cha này là Phật tử, mình cũng muốn đào tạo cái đứa con là Phật tử. Nếu cái tâm quý vị mà có tâm gì thì cái người mà hộ trì tam bảo đông quá, đặc biệt vô cùng, đúng không? Suy nghĩ thật kỹ đi. Giống như lúc trước con bé nó ngoài đời nó cũng lỡ dại nghiệp duyên của nó, xong nó gặp những đức này, con không dám về nhà, mẹ cha con già,
Xong về sẽ cha mẹ con tức chết. Nhưng Đức cho nó ở đến ngày cái gần sinh đẻ, tạo điều kiện nó sinh đẻ, cũng là sinh mệnh một con người. Con người chúng ta đến với cõi đời này mấy chục năm ngắn ngủi vậy à, mang chi cái nghiệp duyên hận thù bực bội chi. Có những cái những Đức giảng pháp, những Đức cũng nói giống như nói đùa, giống chỉ trích, nhưng thật sự đó là một cái điểm hóa mà ngay chỗ mặt trái cho người nhìn thấy. Ai tránh được thì tránh, còn nghiệp duyên mình tránh không được thì phải dính, vậy thôi. Nhưng mà cái tu đừng có bỏ tu. Tu hành nó mới chuyển nghiệp, không tu thì mình tiêu à. Không tu thì tiêu luôn quý vị. Nên mỗi một người phải nhận thức được. Khi nhận thức được thì con đường tu mình thích tuyệt vời. Phật pháp là gì? Là tha thứ, khoan dung tha thứ. Bạn chỉ càng chân thật sửa sai thì người ta sẽ cho bạn cơ hội. Lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Con người có ai mà muốn mình nhảy xuống bùn đâu. Nhưng mình lỡ bước xuống bùn rồi thì bước lên. Bước xuống bùn rồi thì rửa chân bước lên. Dù vô lượng kiếp quý vị tạo nghiệp đi chăng nữa, Phật vẫn cho mình cơ hội. Nên Phật mới dạy là quay đầu là bờ, đều có cơ hội hết. Pháp môn tịnh độ là pháp môn đại cứu cánh viên mãn. Chỉ cần chăng thật niệm Phật là cơ hội thù thắng, được thành tựu con đường giảng sanh. Phải nhớ, tín nguyện phải cực kỳ mạnh. Nhớ, người giảng sanh là do tín nguyện. Người niệm Phật mà không giảng sanh là tín nguyện có vấn đề. Sống núi này trong núi nọ, tu pháp này nhìn pháp kia, niệm Phật còn nghĩ chưa đủ, tứ tung lang tang, người này không phải tín nguyện. Là không có tín nguyện làm sao niệm Phật giảng sanh. Thí dụ như có những người đủ duyên đi nhập thất, đi chỗ này chỗ kia nhập thất. Cái quan trọng quý vị là tín nguyện, chứ không phải là chạy trốn. Còn nếu vô thất thì phải mở cái tâm ra cho nó nhẹ nhàng thì có kết quả. Còn vô đó để cầu thanh tịnh tâm, bước ra thì chạy vào, bước ra chạy vào, vậy cả đời vì làm điều đó không bằng bị nhập chúng, nhập cảnh nhập duyên với đại chúng. Nó rèn luyện với mình. Động rồi, cố gắng tu. Động rồi, cố gắng tu. Động chỗ này, cố gắng tu. Vì nhờ cảnh xung quanh, nhờ hình thức bên ngoài kích động mình động chỗ này mình biết à, tu. Động này tu, động tu. Quá động nhiều, tu. Cố gắng tu. Nó nhờ vậy mà lâu ngày nó không có buộc ràng được mình. Vậy thì định. Tự động đi vào định. Còn mình đi vô trong thác giống như mình vô định. Vô giống như thanh tịnh tâm. Bước ra chạy vào, bước ra chạy vào. Bước ra chịu không nổi, bước ra nhức đầu, thua rồi. Vậy là không có đúng. Vì có thể vô thác tu nhưng bước ra là bình thường. Gặp chỗ đông người bình thường. Hòa nhập được mọi cảnh duyên. Vậy là tu đúng. Nhớ. Tín nguyện niệm Phật phải cực kỳ mạnh, gây dựng cả đời không thối tâm. Phải nhớ, hàng Phật tử phải nhớ. Dù khổ đau, sự cố gì, bị bỏ rơi gì, tan nhà mất mạng gì, cũng phải niệm Phật cho tới cùng. Nắm chắc có Phật hiệu. Đừng nên bỏ. Vì thì chúng ta tu hành nhất định có kết quả. Nghiệp nặng gì cũng chỉ nghiệp được. Nhớ. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị tín nguyện kiên cố niệm Phật cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.